Trở lại bản tin được mang tên Trần nợ hay là nợ trần. Hôm thứ Năm ngày 19 tháng 1, bộ ngân khố của Hoa Kỳ đã đạt được trần nợ. Tuần trước, bộ ngân khố bạch Janet Yellen đã cảnh báo cơ quan này bà sẽ thực hiện những biện pháp đặc biệt, cho rằng Hoa Kỳ phải đối mặt với tình trạng vỡ nợ vào tháng 6. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, ít nhất một cơ quan xếp hạng tín dụng đã cảnh báo một đợt trì trệ kéo dài làm rung chuyển các thị trường, gây bất ổn cho nền kinh tế toàn cầu vốn đã lung lay. Bà Yellen cũng cảnh báo rằng kỳ hạn tháng 6 phải chịu sự bấp bênh đáng kể do các thách thức trong việc dự báo các thanh khoản và doanh thu của chính phủ trong nhiều tháng. Tôi trân trọng kêu gọi Quốc hội hành động kịp thời để bảo vệ toàn bộ cái niềm tin và uy tín của Hoa Kỳ, bà Yellen đã nói với những nhà lãnh đạo Quốc hội trong một bức thư vào thứ Năm. Đảng Cộng hòa đang cố gắng sử dụng khối đa số không đáng kể trong Hạ viện và trần nợ để buộc cắt giảm một số các chương trình của chính phủ. Lập luận bộ ngân khố có thể tránh vỡ nợ trong một thời gian đình trệ là cách ưu tiên thanh toán nợ. Ý tưởng này đã được khảo sát tỉ mỉ trong các đợt đình trệ trước đây, khi các chuyên gia tài chính đang nghi ngờ khả thi của nó. Tuy nhiên, tờ báo đã bác bỏ ý tưởng này ngay lập tức. Phó tham dự báo chí tờ báo bà Dalton đã nói ngày thứ Năm, Quốc hội phải giải quyết những vấn đề vô điều kiện, như họ đã làm 3 lần dưới thời của ông Trump, sẽ không có đàm phán về cái trần nợ nào. Wow! Đó là cách mà thật sự họ chưa có thương thảo mà bắt đầu họ đã đe dọa nữa. Tức là tòa bạch đốc đã đe dọa, không thương thảo, không có cuộc đàm phán nào về trần nợ. Nhưng mà trong tương lai mà tháng 6 này cái chính quyền của Mỹ mà vỡ nợ được, thì ông Biden muốn về điều này. Ông muốn triệt tiêu cái nền kinh tế của chúng ta. Ông muốn triệt tiêu cái thị trường chứng khoán của chúng ta. Ông muốn triệt tiêu rất là nhiều thứ mà chúng ta đã thành lập và làm vất vả trong nhiều năm. Và đảng Dân Chủ mở miệng ra cứ lo cho dân và vì dân. Nhưng mà trên thực tế họ đã bắt đầu chơi cái trò chơi đe dọa. Và đó là bản tin ngắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình của những bản tin ngắn tiếp theo. Chào tạm biệt.